Mấy ngày Tết ở quê mình trời mưa hoài cả nhà ơi. Hôm nay thấy Tết rồi thì trời lại nắng đẹp. Cảnh miền quê thật là yên bình. Không khí thì trong lành. Giống như hôm nay là mới mùng 1 Tết thì thật là tuyệt. Hôm nay mà mới mùng 1 Tết thì được đi chơi vì trời nắng đẹp như thế này nè. Mọi người đi du xuân. Còn vừa rồi do ở quê mình trời Tết. Một Tết nói chung là Tết dịp Tết này là trời không có đáng đẹp. Trời mưa mà lạnh nữa. Nên mọi người ai cũng ở nhà ít đi chơi. Ít đi du xuân. Mình mẹ trời chiếu sáng thật là ấm áp.